Rồi, chào anh Thơ Quang với chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Chào Huy Chương, xin mời Sao em. nó chậm 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 hay gì ta? Nãy Không giờ sao, không không sao. được mà tự nhiên thấy được lại. Rồi lên chia sẻ thì em chia sẻ về cái đoạn clip kia là mọi người xem biết có để ý không, nhưng mà ở ở đó là phỏng vấn có hai người thôi mà cắt làm Đúng rồi. bốn đoạn đấy, và cái mục đích xuyên tạc làm chống phá cái công cuộc vận động nhân dân các cấp cũng như bầu cử đại biểu quốc hội, thì mục đích của tụi nó là rõ ràng rồi thì cũng không có đi sâu nữa. Mà ở đây là em muốn nói về hai cái con người đó mà cách làm bốn cái đoạn trả lời. Về cái phỏng vấn thì chúng ta là không có nghe được cái người phỏng vấn người ta hỏi cái gì, Đúng mà rồi. chỉ có nghe cái người trả lời không à. Đấy, cho nên là cái độ tin cậy mà cắt ghép hoặc là như thế nào đó là chúng ta có quyền đặt nghi vấn ở cái điểm này. Tại vì cái không có nghe cái người mà phỏng vấn đã phỏng vấn trực tiếp mà không nghe cái lời người hỏi là hỏi cái nội dung gì Đúng đó, rồi, đúng rồi. chỉ có cái cách đúng cái nội dung của người trả lời lên một đoạn như vậy. Cái người thứ nhất đó, là anh giới thiệu là công chức ở quận Phú Nhuận Sài Gòn đấy, thì cái người này không biết làm ở cái chế độ cũ ngụy ngày xưa hay sao á, nếu mà Còn giới tình dục thiệu đi là Sài Gòn. Đúng rồi. em hiểu là làm ở ở chế độ của ngụy ngày xưa rồi đúng không, đó là cái giới thiệu không là công chức ở quận Phú Nhuận Sài Gòn đấy. Thì theo em hiểu được á, Sài Gòn đó thì đó là thuộc chế độ ngụy ngày xưa rồi. Chính xác. Còn cái người thứ hai á, là một người Hoa Kiều đấy, là mình gọi nôm na là người người Việt gốc Hoa đấy đấy. Thì trước khi trả lời á, là ông ta kêu là ông ta cũng ít chữ lắm nên không quan tâm, cuộc sống của ông chủ yếu là ông lo làm ăn kiếm sống thôi, còn lại cái chuyện đó thì ông không quan tâm. Đó là cách phỏng vấn của cái người mà làm clip đó, cộng những cái lời bình nữa cho chúng ta thấy được là cái bản chất là xảo trá của tụi nó. Gian dựng đúng không? Cái người kia thì giới thiệu là cái đoạn sau trả lời của cái người mà giới thiệu là công chức ở quận Phú Nhuận á, mà nói cái câu chuyện mà lãnh đạo cái gì mấy ông lớn kia thì còn lãnh đạo, chứ mấy cái ông này thì lãnh đạo con khỉ khô gì, con khỉ gì. Mà cái một người công chức mà kêu lãnh đạo ở địa phương á là con khỉ thì anh thấy là cái thành phần đó là thành phần nào rồi. Thì khi người ta nói cái người lãnh đạo là con khỉ gì thì trong đầu người ta có coi lãnh đạo đâu, thì nó đó là chúng ta thấy được là một là cách giới thiệu cũng như những cái lời mà bình của cái người phỏng vấn đó. Cái thứ hai nữa, cái đối tượng được tham gia phỏng vấn là chúng ta thấy được là nó không có mang tính là minh bạch khách quan ở trong đó mà. Cái đoạn này thì chưa, cái đoạn này nè, cái đoạn này vừa chưa vừa nêu nè, tức là hắn ta dùng những cái từ đó đó, từ Sài Gòn với từ con khỉ khô gì đó, thì nó quay lại cái đầu khi vị chương đưa ra cái giả thiết đó, là vị chương đặt vấn đề tại sao chỉ có hai cái người ngắn đó thôi mà nó có bốn đoạn tám đoạn gì đó, đúng không? Thì anh cho rằng anh đồng ý với vị chương ở cái điểm đó, là anh cho rằng tức là có khả năng nha, theo quan sát lại có khả năng là vấn đề họ đã phỏng vấn rất là nhiều và có những nội dung, tức là họ có ý đồ, họ đưa từng nội dung để với mục đích gì, để mục đích sau cùng để họ cắt ghép lại để họ ráp thành một cái câu xuyên tạc, vừa chưa hình dung không đó. Cho nên có thể trong vấn đề khi anh kia trả lời là quận Phú Nhuận Sài Gòn gì đó, thì có thể ông kia có cái câu hỏi lúc đó là đây anh đang ở đó, anh đang ở đâu, đúng không? Ví dụ ngày xưa ở đâu thì ông kia vô tư tôi ở quận Phú Nhuận Sài Gòn, hoặc là tới tiếp cái câu của là cái lãnh đạo con khỉ khôi gì đó, thì có thể người kia lại đặt một cái câu hỏi khác, câu hỏi về vấn đề anh thấy người đó có được lên nhắm cái thằng này thằng kia gì đó, có lên làm lãnh đạo có được hay không,
thì bình thường người dân người ta phản ứng tới ủa cái thằng đó mà khách nó đặt cái con khỉ khô gì à, người chưa hình dung không, thì cuối đó. Cùng họ mang về họ biên tập lại, họ mang về họ biên tập lại những cái nội dung đó, họ ráp thành một cái câu, ráp thành một cái clip và một cái câu nói của người đó để trả lời, nó mang ý nghĩa là nó mang xuyên tạc tới cái chuyện mà đánh phá bầu cử đó. Anh cho rằng là như vậy, và anh rất đồng ý Việt Chương ở cái những cái mà gọi là cái giả thiết của Việt Chương đã đưa ra đó, anh đồng ý với điều này. Anh xin mời Việt Chương. Anh em mình là có quyền nghi vấn cái tính xác thực của đoạn clip đó là như vậy, nó rất là nhiều cái lỗ hổng ở trong đó, mà khi anh em mình mà nhìn ra là phân tích ra được cái lỗ hổng ở trong đó, và cách nói chuyện của hai cái người đó mà đoạn bốn chắc làm bốn đoạn đấy đó. Còn mà những cái ý kiến mà mấy anh em nói là không biết không bầu á, thì ở đây á nếu mà công tâm nhìn á, thì người dân Việt Nam là không có quan tâm nhiều hoặc là sâu sát đấy, chỉ một số lượng là cũng vừa phải nào đó thôi. Nhưng mà ở đây có một cái điểm chú ý quan trọng như này, cái điều quan trọng nhất á là họ tin vào đảng đấy. Đúng rồi. Theo cái cơ chế bầu cử của ta là như vậy, thì đã từ năm 46 tới bây giờ rồi, nó không phải là một năm hai năm mà lần một lần hai nữa, và đã qua bao qua các cái thời kỳ từ những lúc mà khó khăn nhất cho tới bây giờ là đang là ổn định chính trị phát triển đất nước. Đúng rồi. Thì qua các cái đợt bầu cử thì đều có cái tỷ lệ phiếu bầu rất cao là cái thứ nhất, cái thứ hai là thành công, và những cái người mà được người dân tin tưởng bầu vào đại biểu hội đồng nhân dân các cấp như là đại biểu quốc hội thì đều hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và đều thể hiện được cái vai trò mà người dân người ta đặt niềm tin vào đó, bầu những cái vị đó vào ở các cái các cấp đấy. Cho nên á dẫn đến là họ lơ là chủ quan, nhưng mà họ lơ là chủ quan ở cái điểm là không có tìm hiểu là sâu sát như là trong hiến pháp quy định này kia là như vậy. Nhưng mà thực chất á họ lựa chọn trong những cái vị cử tri á, họ lựa chọn những cái người đó đi vào ở trong các cái bộ kia là họ hoàn toàn yên tâm, tức là khi qua các cái công đoạn sàng lọc á, là họ đã biết rồi là đã sàng lọc ra những cái người có tài có đức rồi, thì khi họ bầu vào á thì cái người đại biểu đó làm ở chức vụ nào á thì họ không có quan tâm, tức là khi mà đã có cái sắp xếp nhân sự như thế là họ đã tin tưởng vào đảng rồi, thì có lòng tin tuyệt đối lựa chọn những cái người cán bộ đó là có tài có đức có tâm có tầm, làm sao mà đưa địa phương rồi đưa đất nước phát triển đấy. Đó chính vì cái sự tin tưởng đó cho nên là họ cũng sẽ có nhiều cái câu nói rất là danh giả theo cái kiểu là không biết vậy á. Nhưng mà còn cái khúc mà không biết không bầu á là do cái bọn xuyên tạc nó nói thôi, chứ còn mà người dân mình chả ai nói là không biết không bầu hết. Họ có thể nói là không biết là do là họ không có quan tâm, họ cứ lo làm ăn rồi tới ngày đó họ đi bầu là họ đi bầu thôi, chứ còn mà cái chuyện mà không biết mà không bầu á, cái khúc không bầu phía sau á, là cái đó là của cái bọn chống phá nó nói, chứ còn lại người học không có người dân nào mà nói mà. Chứ còn cái đám dân chủ cuội đấy, và bọn chống phá ở ngoài nước và cái đám dân chủ cuội ở trong nước, đó là cái khúc sau là nó thêm vào là không bầu. Chứ còn thực tế người dân á, cho dù mà họ không có biết thì ra tới cái chỗ điểm bầu cử đó thì họ cũng biết thôi đó. Và thậm chí là sẽ có người hướng dẫn cho họ là nắm rõ từng cái vị đại biểu đó để cho họ bầu, chứ đâu phải là kêu ấy. Nhưng mà cái khúc sau đó là anh em mình đôi khi cũng đừng ngộ nhận là không phải dân nói vậy đâu,
phút không bầu á là cái bọn xuyên tạc và bọn dân cuội nó nói thôi, đó là nó hô hào, nó xuyên tạc như vậy, mục đích đó là nó tạo cho các cái cơ quan, các cái tổ chức cá nhân ở nước ngoài á là nói Việt Nam mình là hình thức rồi không có dân chủ này kia, nhằm mục đích là bôi nhọ và làm giảm uy tín của đảng và nhà nước trong mắt bạn bè quốc tế mà thôi. Thì em lên chia sẻ góc đó thôi. Ok, cắt lên. Anh cảm ơn quý vị Trương nha. Đúng rồi em.